Rồi thầy. Bài 41 là đồ tan của một chất trong nước ha. Bài này đơn giản thôi. Chất tan và chất không tan. Có cái chất tan, có cái chất không tan nè và có chất tan. Có chất tan nhiều, có chất tan ít ha. Hầu hết các axit đều tan trong nước trừ cái axit silicic H2SiO3. Được chưa? Bài này là lý thuyết không mà. Phần lớn các bazơ đó, phần lớn các bazơ này đều không tan. Bây giờ bazơ là đều không tan mà trừ cái bazơ là natri hydroxit nè, kali hydroxit, bari hydroxit và canxi hydroxit là tan ít trong nước. Tan ít nó khác và không tan là khác. Tan ít là bỏ vô nó tan một ít, còn là nó không tan. Được chưa? Còn không tan là nó không tan một xíu nào luôn. Được chưa? Rồi cái đó là không tan, là bỏ vô là không tan trơn luôn ha. Còn cái mà tan nhiều là bỏ vô là tan hết luôn. Đi vô nhà con. Rồi còn muối nè, những cái muối natri kali là đều tan, nhớ nha. Muối kali natri là đều tan, nhớ không con? Còn những cái muối ni trắng là đều tan. Thì chúng mày mấy cái này là chủ yếu con thuộc thôi, mấy cái tên này con thuộc để con đánh trắc nghiệm nha. Phần lớn các cái muối nè, clorat, sunfat là tan được, tức là clorat là cái gốc nó là clo, sunfat là lưu huỳnh á, được chưa? Là tan được. Phần lớn các muối là carbonat là không tan. Carbonat là CO3 nha, cái gốc nó là CO3 nhớ không con? Ủa thầy, đều đều tan với lại tan được, nó cũng tự tự vậy sao thầy? Đúng rồi, đều tan mới tan được là tức là nó tan được là nó trong các cái muối là chỉ cái này tan được, còn cái khác là không tan. Được chưa? Tức là phần lớn cái muối là clorat với sunfat này là tan được, còn các cái muối khác là nó không có tan. Còn đều tan là những cái muối mà có cái gốc của nó là nitrat là đều tan, là tan hết luôn á. Con hiểu không? Đều tan tức là 100% nó tan. Còn tan được là trong đó ví dụ 10 cái là chỉ có 4 5 cái nó tan được thôi, còn lại mấy cái kia nó không tan được. Hiểu cái đó chưa? Hiểu rõ ha. Rồi, định nghĩa nè. Độ tan ký hiệu là S. Độ tan ký hiệu là S của một chất trong nước là số gram chất đó hòa tan trong 100 gram nước để tạo thành dung dịch. Đó, để tạo thành cái dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ nhất định. Như vậy cái dung dịch bão hòa con có hiểu không? Bão hòa hình như là nó còn tan hay là không có tan được nữa. Hình như sẽ được. Nhớ nè, dung dịch bão hòa là dung dịch mà nó không thể tan thêm được nữa, gọi là bão hòa. Được chưa? Ví dụ như một người mà không thể ăn thêm được nữa là người đó là gì? Đã được bão hòa. Không có nói là nó cái gì dễ hiểu, chứ không phải là đem cái người mà không ăn được nó bão hòa nha. Ta không ăn được người ta ăn ráng sao ha. Nhớ nè. Nhưng mà dung dịch bão hòa là dung dịch mà không thể tan được nữa. Rồi những cái yếu tố mà ảnh hưởng nè. Độ tan của chất rắn trong nước nó phụ thuộc vào nhiệt độ nha con. Ví dụ như là nhiệt độ càng cao là nó tan càng nhanh. Hiểu chưa? Ví dụ như giờ một một muỗng đường con bỏ vào nửa lít nước, ví dụ như là đây một chén đường đi, đổ vào 1 lít nước, với là một chén đường con đổ vô 1 lít nước cho con bỏ lên cái đun sôi, thì cái đun sôi nó tăng nhanh lắm ha. Còn con bỏ nước từ từ đó, trong nhiều trường hợp khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn cũng tăng theo luôn nha. Và số ít trường hợp là khi tăng nhiệt độ thì nó lại giảm chỉ có một ít thôi, và những cái đó là những cái đặc biệt ha. Những cái nào mà đặc biệt thì người ta đưa ra ha. Và khi mà lên lớp lớn á, thì mình học nó cụ thể hơn.
Còn lớp 8 là mình chỉ đa số là mình khái niệm thôi ha. Rồi, đồ tan của chất khí trong nước là nó phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Nhiệt độ này và áp suất. Nhớ chưa? Cái này là đồ tan của chất khí. À, đồ tan của chất khí trong nước nha, là phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Còn đồ tan của chất khí sẽ tăng nếu ta giảm nhiệt độ và tăng áp suất. Thấy chưa? Nó khác không? Cái chất khí là khác chất rắn ha. À, cái chất rắn là tăng nhiệt độ là nó cũng tăng theo. Còn cái này là khí mà giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì nó mới tăng. Hiểu không con? Dùng rồi. Được chưa? Nhớ chưa? Còn nếu như tăng trong dầu thì mờ dung môi nó là mờ dầu, tức là cái chất mà làm cho tan ra nó. Hiểu chưa? Trong nước đường thì nước nó là dung môi, ở trong nước muối cũng nước là dung môi. Nhớ không con? Dạ. À, như vậy là dung môi là 40 thì chia nó ra rằng 35,9. À, 35,9. Nhớ chưa? Rồi như vậy nhớ chưa? M chất tan nè, được chưa? Ai M dung môi là 40 nè. Như vậy áp dụng công thức tính đồ tan là S sẽ bằng M chất tan trên M dung môi nhân 100 ha, là 35. Như vậy này đó, đáp án B. Nhớ chưa con? Dạ. Ờ, nhớ ra nè, bài các bài khác cũng tương tự ha.